Canh ta chuẩn bị chụp bên kia vô phía bên chụp hả? Nói do là đúng là phải giữ gôn luôn chứ sao rồi đổi gôn vậy? Không được. À, đó. Bên sao bên anh rồi? Xếp đây bên rồi. Nhưng mà tôi đâu đây? Khi nào nghe coi cầu thủ người ta đã thì mình mới được một chân lúc nào này. Có thể là chương trình bên nào cũng được rồi. Rồi canh góc chụp đẹp lên. Quay chụp em tắm ơi. Quay phim. Giờ là anh Kiệt với Phi Vân. Kiệt đá Phi Vân đúng không? Vào. Lấy chính giữa luôn. Toàn cảnh thôi. Toàn cảnh nào cũng toàn cảnh nhưng mà hôm nay cầu thủ đá. Gà. Đấy. Ưu tiên máy quay bệnh viện á. Đó. Sao ông lại không di chuyển liên tục nha? Rồi, ok. Hả? Anh chụp bay luôn á. Kia anh phóng chụp bay nha. Ô, hay cái pha này mới khó tìm. Ô. Nhờ anh hú vào quá, kia nó mất mất hồn á. Thái chuẩn bị. Bao đó hả? Vào được. Thái vậy? Hậu vệ đá ra ngoài thôi. Ok, đá đầu đó. Đá ngày mai trời. Có đây nào giờ đá vào. Anh ghi dung kỳ tiền sổ vô. Ra ngoài thì mình ghi. Cánh trái không? Ơi ơi. Anh thanh 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 ta bên này nè. Trời ơi, đi. Chốt chuẩn bị. Cái này nên mòn nha. Hết ga cho tao. Lên vô. Chưa ai ăn ai hết. Coi chừng sao không được đá đó. Đây bắn đây nè. Đâu có? Phi Vân đá. Biết rồi, còn quay cuối rồi. Này đúng không? Rồi.